Phi sẽ test hàng cho một chị ở đường Phan Văn Hớn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chiếc xe này là chiếc xe 3688 gạch K11A màu cam, và với yêu cầu là test xong thì sẽ gói quà luôn. Cho nên đích thân anh Phi test cho an toàn ha các bạn ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu test hàng đây. Thì để test hàng thì cái thao tác nó phải như bình thường. Khui xe ra nè. Rồi chúng ta sẽ test chi tiết từng cái chức năng nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ mới gói quà, chứ không phải gói quà rồi mới test, hoặc là gói quà thì mặc sức mà gói rồi không test, không có. Ở Abo có gói quà thì sẽ phải test ha. Do cái không gian nó hơi chật hẹp cho nên anh Phi cũng mời bạn heo này đi vô trong để anh Phi có đủ không gian để anh Phi test ha. Đấy, thì gói quà thì mình có phải đóng hộp không ta? Chắc phải đóng hộp đi cho nó an toàn ha. Chúng ta sẽ làm đúng như thao tác hàng gửi, nhưng mà sau khi xong xuôi chúng ta mới gói quà. Rồi bây giờ anh Phi sẽ gói quà trước rồi mới đóng. Rồi chị Thư cho một ý kiến rất là hợp lý, chứ không phải là đóng rồi mới gói quà. Mẹ báo với khách luôn đi, báo với khách là gói quà rồi xong rồi mới đóng, cho nên nhiều khi khách nhận hàng đó, khách nó không có gói quà gì hết, là gói ở bên trong. Rồi bây giờ anh Phi sẽ khui tiếp cái pin. Thường pin nó sẽ là ở đây, pin và sạc ở đây nhé. Đấy, cục sạc nè. Rồi pin nè, và đây là tháo cái tay điều khiển ra. Cũng thấy cái này cũng không có khó khăn gì, chúng ta chỉ dặn từ từ thôi. Ốc này là ốc nhựa, ốc bằng nhựa đây không. Rồi cho nó xuống đây. Trước hết thì chúng ta sẽ lắp pin tay điều khiển. Cái pin này chúng ta lắp, chúng ta test xong thì sau đó chúng ta sẽ phải gỡ ra nhé. Tại vì cái tay này là tay lắp tự động, cho nên khi để pin ở trong này nó sẽ tự ăn pin, cho nên nó sẽ mau hết pin lắm, cho nên là chúng ta sẽ phải gỡ ra. Nếu về nhà chơi được thì sau khi chơi xong chúng ta nên gỡ pin ra nhé. Cái đó là cái thao tác chuẩn nhất. Còn gỡ pin nữa cho nên anh Phi sẽ không có dặn nó ốc lại. Rồi sau khi lắp xong xuôi, cái cửa ở đây á, ngay từ này là mình đẩy được ha. Ngay thời điểm mở là mình kéo lên được, chứ đừng có đẩy xuống nha, đẩy xuống nó nhảy cái ngàm chỗ này ha. Một chút xíu nữa anh Phi sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này để các bạn sẽ thấy. Khi mà đóng cửa rồi á, thì thao tác cửa rất là thoải mái. Đây là bộ pin mới hoàn toàn luôn ha. Cắt nó ra. Đấy. Rồi đây bỏ vào một đúng cực pin nha các bạn. Nhiều khi về mà các bạn tháo ra, các bạn có đồ sạc rời, các bạn tháo ra các bạn sạc rồi để cho vô không đúng thì nó cũng sẽ không có chạy được đâu. Thì để sạc được nó thì cũng rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ chuyển về cái nơi mà có cái ổ điện ha. Anh Phi sẽ quay về nơi có ổ điện, rồi chúng ta sẽ cắm cái này vào ha. Đèn nó không có sáng, và khi chúng ta cắm cái này vào chúng ta phải chuyển qua chế độ off nha. Off rồi chúng ta mới sạc ha, là đèn nó sẽ sáng lên, các bạn thấy không? Cái đèn nó sẽ sáng lên ha. Sạc trong vòng từ 3 tiếng ha, và không sạc qua đêm nha. Sạc qua đêm nó rất là dễ xảy ra tình trạng bị hư pin. Sau khi sạc xong thì chúng ta chơi thôi. Anh Phi để pin để sạc để cho các bạn thấy thôi, chứ thực sự ra khi chơi thì chúng ta sẽ phải lắp pin vô như vậy, rồi bắt con ốc chỗ này lại luôn cho pin nó đừng có rơi ra ha. On để chơi, off để sạc. Sạc bằng cách này làm lại, cắm vào. Các bạn nhỏ thì không nên tự cắm điện vào ha, nhờ ba mẹ nha. Thao tác này nhờ ba mẹ cắm vào, đèn sẽ sáng trong vòng 3 tiếng, 3 tiếng đồng hồ nha. 180 phút thì chúng ta mới lấy ra. Còn nếu bạn nào mà mê chơi quá thì các bạn có thể sạc 1 tiếng là chơi được rồi. Còn nếu mà mê chơi nữa thì tháo pin này ra cho pin thường vô chơi cũng được ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ bắt đầu test đây. Bật on lên. Chúng ta sẽ test chạy tới ha. Chạy lui. Rồi, quẹo trái, quẹo phải, còn cái này là lắc quẹo trái, lắc quẹo phải ha. Rồi cái này là chạy tới nè. Tới ha. Rồi lùi ha, tới quẹo trái ha, quẹo phải chứ xin lỗi nè, tới quẹo phải ha. Con này tới quẹo trái. Ok rồi ha. Khi test thì cũng chỉ có vậy thôi ha. Tới nè, lùi nè, tới nè, lùi nè ha. Trái nè, phải nè, nhìn cái bánh trước nha, nhìn cái bánh trước. Trái nè, phải nè, trái nè, phải nè ha. Rồi cửa nè, nhấn miết cái nút giữa này, nhấn miết cái nút giữa này sẽ đóng mở cửa. Mở nè, lên tới đây, thấy nó lên tới đây rồi ngừng lại. Khi lên tới đây thì cái ngàm ở đây nó sẽ đẩy lên cho tới cùng, các bạn kéo xuống mà kéo bằng tay, bạn cố đẩy xuống nó sẽ nhảy ngàm mà nó không có mở cửa nữa đâu các bạn. Khi cửa mở như vậy thì các bạn sẽ không có
nắm đè nó xuống nha. Muốn cho nó xuống thì phải sử dụng cái nút đóng xuống, mà khi đóng xuống rồi thì các bạn mở thoải mái nè, nó tự động. Vậy do cái ngàm ở trong nó kéo về tới cuối cùng rồi thì các bạn thoải mái ha. Khi cửa đóng háo hết rồi thì các bạn cứ thoải mái, còn khi cửa mở thì không có lấy tay đè nó nha. Rồi cái đó thường ở Abo khi làm những đoạn clip này, một là để chứng minh cho cái việc test sản phẩm của Abo, hai là cũng để chia sẻ cái cách hướng dẫn cái cách sử dụng cho các bạn ha. Rồi bây giờ anh Huy sẽ đóng cái hàng này lại và gói quà luôn ha. Khách hàng tin tưởng thì khách hàng cứ yêu cầu Abo gói quà, Abo sẽ gói luôn về nhà chứ không phải gói nữa. Với cái công việc test hàng nó như thế này, Abo đảm bảo là ổn tới 99%, trừ khi về nhà mà mình quăng nó cái bọt á thì quả mai nó sẽ trục trặc, nhưng mà với như vậy thì ổn rồi. Và Abo sẽ đi tới việc gói quà luôn cho các bạn xem, với yêu cầu gói quà thì Abo sẽ xử lý như thế nào. Công thức tất cả các việc xử lý khi có yêu cầu gói quà đều xử lý như hàng mà giao bình thường, chỉ có khác cái là Abo sẽ gói quà trước khi đóng gói, đóng hàng. Điều đó nó sẽ làm cho thêm công việc, nhưng mà thực sự ra mà nói thì ở khách hàng mua ở Abo cũng vậy, mà khách hàng mua giao hàng cũng vậy, Abo sẽ xử lý tất cả mọi thứ đều như nhau. Và khi xe mà lắp vô để giao hàng đi thì anh Phi sẽ cho cửa nó đóng nha, anh Phi không cho cửa nó mở đâu. Nó tư thế này thì nhìn nó không đẹp bằng tư thế mở cửa, nhưng mà nó sẽ an toàn hơn cho cái bộ cửa này, tại vì trong cái quá trình vận chuyển hàng đôi lúc nó cũng sẽ nó gọi là họ thảy tới thảy lui, nó cũng có những cái vặt tới vặt lui, nó không tốt cho cánh cửa, cho nên anh Phi sẽ cho cánh cửa đóng lại. Và anh Phi sẽ mở gỡ hai cục pin này ra, và anh Phi sẽ bỏ hai viên pin mới hoàn toàn vào trong. Nhưng mà anh Phi dở cái là nãy anh Phi bỏ nó vào rồi, anh Phi dán băng keo rồi, vậy thôi anh Phi gỡ băng keo đi ha. Anh Phi cho nó vào trong nha. Pin tay dùng thiện và sạc nó nằm ở trong này ha, sạc cho pin nằm ở trong này. Anh Phi bỏ vào rồi anh Phi đóng nắp lại, rồi anh Phi dán lại ha. Và anh Phi sẽ ghi chú ở trên này để khách hàng về khách hàng không có giục cái cục này nha. Nhiều khi hay bị giục cái cục này nè, anh Phi sẽ ghi là sạc và pin ở trong này ha. Pin tay điều khiển và sạc pin trong này ha, ở trong này họ sẽ biết ở trong này. Rồi cái này anh Phi sẽ đóng nắp lại và bắt ốc này lại luôn. Thường thì có nhiều phụ huynh họ không có cái vít mở ốc, cho nên đó là họ yêu cầu là mở ốc luôn, nhưng mà thôi thì làm cho chuẩn nó lại đi ha. Về nhà mình sẽ mở đó, kiếm con vít đầu ba ke như thế này để mở đó, không có chạy ra tiệm điện mua vít 5.000 3.000 gì đó mở cũng được. Này dán ốc lại, Phi sẽ bỏ cái này vào nhé. Đây. Rồi. Không, anh Phi sẽ gắn cái quà này. Do có yêu cầu gói quà cho nên là tới giai đoạn này vẫn chưa có đóng gói được, anh Phi sẽ phải gói quà và em bé, cho nên nam, cho nên là anh Phi sẽ chọn giấy màu đỏ và với một cái bông hoa tiết đơn giản là chấm bi thôi. Chẳng hạn như khi các bạn tới với cửa hàng Abo luôn thì các bạn có thể chọn những màu khác, còn những cái hoa văn khác. Còn ở này cho nên là giao hàng qua online mà gói quà, cho nên anh Phi sẽ chọn cái họa tiết đơn giản, nhưng mà khách hàng thì yêu cầu là của bé trai, cho nên là anh Phi sẽ gói cho bé trai ha.
chai thì sẽ có một số màu như là màu xanh dương nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu xanh lá. Nói chung mà bé trai thì dễ gói hơn bé gái thì thường là màu hồng. Hoặc là các bạn nói xe điều khiển mà bé gái nào chơi, nó xin lỗi các bạn, bé gái chơi xe này nhiều lắm nha. Có một số bạn tới đây mua là bé gái xem chơi xe này đó, cho nên là các bạn không nên nói là bé gái không chơi xe điều khiển. Bé gái chơi xe điều khiển cũng nhiều lắm. Ở đây anh Phi sẽ gói quà. Gói quà thì nó không khó các bạn, nó rất là dễ. Vấn đề còn lại là thường cái sản phẩm mà giao đi á, thường khách hàng khi rất là thích khui ra để kiểm hàng, cho nên cái thao tác mà gói quà này á, thì phải được sự đồng ý của khách hàng chúng ta mới gói được. Còn nếu không thì tới nơi khách cũng khui ra mất tiêu à. Cho nên nó là abo sẽ phải kiểm tra hàng rất là kỹ để đảm bảo á, là mọi thứ đó ok và khui ra, chỉ việc lắp pin vô tay điều khiển là chơi thôi. Cho cái nơ nữa là xong ha. À không gắn nơ, khách yêu cầu không gắn nơ. Rồi bây giờ anh Phi sẽ tiếp tục tới cái công việc rất là đơn giản nữa, là anh Phi sẽ đóng cái cục hàng này. Gói giày chưa gửi đi được đâu, phải đóng để bảo vệ nó.